Kính chào quý vị và các bạn, ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, 167 đến 183 km/h. Giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ từ 10 đến 15 km/h. Dự báo lúc 1 giờ ngày 31 tháng 8, bão không đổi hướng di chuyển, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km, di chuyển vào biển Đông thành cơn bão số 3 năm 2023. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 15 giật trên cấp 17, vùng nguy hiểm phía bắc vị tuyến 18,0 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 118,0 độ kinh đông. Khoảng 1 giờ ngày 1 tháng 9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 10 km/h và giảm cấp. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14 giật cấp 17, vùng nguy hiểm phía bắc vị tuyến 18,0 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 115,0 độ kinh đông. Đến 1 giờ ngày 2 tháng 9, hướng di chuyển và tốc độ của bão dự báo không đổi. Lúc này cường độ của bão tiếp tục giảm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 112,5 độ kinh Đông. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cường độ khả năng yếu dần. Ảnh hưởng của bão sau là vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 6, từ chiều và đêm ngày 30 tháng 8 mạnh lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 12 sau tăng lên cấp 13, cấp 15, giật trên cấp 17, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!